Xin chào quý ông bà cô chú, đang quay trở lại với kênh của Hiện Thiên Vlog. Còn năm Vũ Linh là người bác. Cậu cũng ở ở quê đó, phải không anh? Không. Anh quê ở đâu anh? Kiên Giang. Kiên Giang ở đâu? Kiên Giang à? Ủa anh? Kiên Giang chỗ nào hả? Ở thứ 8 à? Thứ 8 hả? Thứ 8 ở biển hả? Thứ 8 sao bằng thứ 8 thứ 9 hả? Thứ 8 thứ 9 là ở sân nhậu, gần sân nhậu đúng không? Ở sân nhậu lúc dưới kia. Sân nhậu 9 này cũng gửi luôn ha. Không có liên quan. Có liên quan. Mình ra thứ 3. Thứ ba chợ đó. Thứ ba chợ Quyền Long Biên đó. Ở trên này. Thứ ba, thứ tư, năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám. Ủa sao đó. Sao cái đó là xã hay là huyện đặt tên lạ ta? Huyện. À cái huyện đặt huyện tên là Hứ ha. Ừ. Ủa lạ ha. Thứ ba, thứ tư. Anh đến ngôi mộ của chú vừa lên được mấy tháng rồi anh. Và hôm có ghé giếng rồi. Dạ. Bữa nay đi chơi vòng vòng rồi ghé. Lần đây. Này là lần thứ hai trong anh. Là anh đi hôm ngày đi vòng vòng chơi rồi tặng ghé đây luôn. Dạ. Anh lúc trước mà em nghe nói là cậu là quê Kiên Giang mà có người nói là không phải, là quê Đồng Tháp. Quê Kiên Giang. Quê Kiên Giang. Quê Kiên Giang. Kiên Giang là gốc mà Kiên Giang nào giờ. Dạ. Yeah. Mọi người ta nói quê Đồng Tháp. Có. Dạ. Người ta nói không biết, ta nói sai. Ồ đây là con mới làm. Mình mà cũng không biết là mình tìm hiểu cũng sai luôn. À đây là bà con của chú à, con của người nhà con của chị à, chị là em vợ của người bác à, em vợ của người bác em vợ của người bác ấy ra cũng vòng vòng dính bên chị của ổng là vợ người bác thôi chứ thật sự ra cũng bà con xa su gia xa vậy là cũng là bà con luôn đó. Anh lên đây viết được hai lần ha. Ừ. Hiện tại thì anh ở Bình Dương hay là anh ở Kiên Giang? Hiện tại Bình Dương này. Dạ. Mấy bữa nó về quê rồi. Dạ. Qua lại dạ. Chơi. Dạ. Anh cảm thấy lần đầu tiên với thằng này có gì đổi khác mà? Thấy ổng nằm xuống vậy thấy cũng im ấm. Dạ. Đẹp lắm. Trực chiến luôn hả chị? Đúng là cũng theo dõi kênh bên đây hết nè. Dạ. Gì mình? Quá trời, hết dạ. Mạng tới hết, đa trong người điện thoại thì hết, nhiều tiếng tao nó suốt, trực tiếp luôn á. Tôi ngày nào cũng vậy, không có khi nào mà bỏ cái nào. Dạ. Em muốn chụp lên chơi, lên chơi ở cổng xanh trên này nè. Dạ. Là lúc mà cho nóng nó thì đi không được, lúc làm không đi, đi không được. Anh là đứng với chị nha. Dạ. Cho hỏi chị Lai. Tên là chị Lai. Chị Lai cũng là Kiên Giang. An Giang. Gặp Kiên Giang. Ừ, đâu? Trái là Kiên Giang. Đâu dạ. Hợp dữ ở đâu mai mối hay sao mà An Giang Kiên Giang. Đây mặn mới gặp. Dạ. Hai chồng làm Bình Dương hết. Bình Dương hết hả? Dạ. Là không? Hiện giờ mới ở châu Công Sanh. Hôm nay là mình vào mình không có xem hát ở trên đây à, có xem hát rồi đúng không, mà hát không hay hay sao mình xuống đây à, mình cái đó mình cũng không có ảo cái chỗ đó à. Dạ. Nó hát bội không chị? Hát bội. Dạ. Dạ. Nghe thử rồi sao đúng không? Dạ. Mình như đằng đây thì phái cái lương hả? Dạ. Phái cái lương trên phái bội nha. Dạ, Linh nè, phái ổng hồi lúc còn mười mấy tuổi chưa có chồng nữa, mà tới giờ bốn mấy rồi đó. Vậy là hồi có đó ha, công nhận thì cái lúc mà tôi biến trắng đen đó trực dạ. Chiến mà đang coi bình ngày xưa ha, bình mà ta vui ta cho coi, không vui ta không cho mình coi nữa. Cái đó gọi là coi cả sớm đúng không chị? Mà nguyên một cái sớm mà có cái trực chiến trắng đen thì ngày xưa là coi cả sớm một sớm là đúng coi rồi. Coi có một cái tivi thôi mà vui dạ. Ta cho coi, buồn ta không cho coi. Dạ vậy mình phải làm cho ta vui ha, lúc nào cũng phải đi coi trực chiến, trời mưa trời gió hả, lũ nước nhà dung trùng nước không cũng phải lên đi coi mới được, nghe Vũ Linh là phải đi. Dạ. Vậy, nhưng mà vậy là nó vui ha, vui. À, chứ giờ mà muốn như được như xưa cũng có đâu, giờ đâu, mỗi nhà giờ, mỗi cái tivi rồi có, là mỗi người cầm cái điện thoại coi mà rồi mà trắng đen bây giờ ta coi siêu mỏng rồi không à. Dạ. Mấy năm ở gì dạ.
Nhưng mà ngày xưa như vậy nó sẽ gắn kết hơn đó chị. Rất là đông nha cả nhà. Đó bây giờ thì của cậu á rất là đông. Bây giờ cũng giờ tối là đông nha cả nhà. Thì tại người Nam đa số là người Nam mình với là miền Tây là thích nghe cải lương, nhưng mà ở nghĩa trang Hoa Viên thì tổ chức cái chương trình hát bội á cả nhà, nên là mình không có cũng có nhiều khán giả không có thích bộ môn đó ha, phải loại đó. Đó thì bây giờ là cũng đông khán giả đến đây để viếng mộ cậu á cả nhà. Đó. Nhà cũng thấy không? Đông quá chừng luôn. Rất là vui. Có người thì đi xe, có thì một gia đình dắt nhau đi bộ nữa cả nhà. Đó. Đi bộ vô coi, đi bộ vô đó cũng xa nha cả nhà, mà vẫn đi bộ. Đó. Xe mọi người dựng quá chừng luôn nè cả nhà, đó thấy không? Đó, nên mộ cậu hôm nay rất là vui. Đó. Tại mọi người đi vô trong chương trình hát bội ở trong đó thì không có hết, nên là chuyển qua mộ cậu hết. Và bây giờ em kết thúc nha cả nhà, em sẽ cập nhật tiếp những cái video mới trên kênh của Hiện Tiên nha. Cả nhà nhớ đăng ký cũng như là like để Tiên tiếp tục ra những video mới nha.